Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Kim Motul. Ở clip hôm nay á, thì mình sẽ đi review khui hộp mà cũng như là trên xe cái sản phẩm phục sau, hay còn gọi là cái giảm sóc sau ở trên chính cái chiếc xe SH của mình vừa mới lắp để review cho anh em ở đây. Thì hiện tại ở trên tay của mình đang là một cái hộp khá là to, có chữ là ISS. Đây là một cái dòng phục tầm trung. Mình thấy là khá là ok về cái tầm giá của nó cũng như là cái chất lượng của nó mang lại. Thì ở đây là chúng ta sẽ có một cái hộp có chữ là ISS ở mặt trước. Đó. Ở mặt thông ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy các cái thông số của nhà sản xuất. Ở đây thì họ có ghi là nó sẽ sử dụng cả ga. Thì cái bình dầu ở kia thì ở trong nó sẽ có cả dầu lẫn khí anh em nhé. Đó, thì đây là nó sẽ là độ dập tắt này. Ở cái phiên bản này thì nó sẽ cải tiến về cái phần lò xo, nó sẽ tăng cái hiệu năng cái phần lò xo hơn. Ở trên những cái phần đây nó sẽ có thông số của những cái phần điều chỉnh rebound. Thì cái phiên bản ISS G-Series này thì nó sẽ là tự động hoàn toàn, anh em chỉ việc gắn vào là đi thôi. Thì mọi công năng của nó sẽ tự động điều chỉnh dựa theo cái quãng đường và cũng như là cái độ sóc của cái quãng đường đó anh em đi, thì nó sẽ tự động điều chỉnh, anh em không cần phải điều chỉnh bằng tay như những cái phiên bản khác nữa. Đó, thì ở đây là nó sẽ là hàng xịn chính hãng và xuất xứ của nó sẽ là ở Thái Lan anh em nhé, Made in Thái Lan. Ở đây là mặt sau, thì nó in hàng loạt các cái dòng chữ tiếng nước ngoài, tiếng Anh. Thì tiếng Anh thì mình cũng không am hiểu lắm. Thì thường là những cái sản phẩm như thế này thì về chúng ta ít ai đọc những cái thông số này lắm. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đi vào cái sản phẩm chính của chúng ta, nó là cái phục sau. Trước tiên đi vào khám phá cái chiếc phục sau mình đã gắn trên chiếc SH ở đây. Thì bây giờ là mình sẽ nói một cái quan điểm của mình để lý do tại sao mà mình nâng cấp cái chiếc phục sau zin của cái xe SH của mình. Đây là mình có cái chiếc phục sau zin để mình phải thay ra để mình lắp cái phục của ISS vào. Thì chia sẻ với anh em thì cái xe này của mình là mình mới đi được có hơn 1.000 km thôi. Thì về cái cảm quan của mình đối với cái chiếc giảm xóc zin ở trên cái xe này thì mình thấy là cái độ xóc của nó khá là xóc, đi cảm giác không chắc xe. Đó, thì anh em thì thấy là về cái phần lò xo ở đây, cái phần lò xo trụ này thì nó được sơn màu đen để nó theo cái tông màu ở trên cái xe này, là chiếc xe màu đen bóng. Đó, thì cái phần thân ở đây thì anh em thì thấy ở trong này nó sẽ có cái phần nhựa chạy dọc ở đây. Đó, thì anh em thì thấy là cái phần bên này thì khi mình đi mà nó bị mưa bẩn đó. Đây thì ví dụ như ở đây là mình đi trời mưa này. Đó, thì đất nó sẽ rơi vào đây. Thì rơi vào đây khi chúng ta đi thì ở trong này nó sẽ có đất nó cào vào, thì nó sẽ có cái tiếng cót két sọt sẹt rất là khó chịu. Đó, và cái độ rebound của cái giảm xóc zin theo xe này mình thấy nó nhả ra khá là nhanh. Và ở trên cái giảm xóc zin theo xe này thì mình thấy là nó sẽ khi mà chúng ta bắt đầu vào xóc hoặc là chúng ta đi có những cái vệt giảm tốc ấy, thì ở trên cái giảm xóc này nó sẽ có cái tiếng khực khực. Đó, thì chúng ta có thể thử cái xe này bằng cách là chỉ cần dập cái đuôi, chúng ta dập cái đuôi xuống là chúng ta đã thấy là nó kêu lực khực ở trên cái giảm xóc này rồi. Cái điều này là khó chịu. Đó, thì mình thấy là rất nhiều xe bị, chứ không riêng cái xe của mình nhá. Phần đa hầu như là các cái xe mà mình thử thì 10 xe thì cả 10 xe nó đều kêu như này. Đây là tình trạng chung. Thì theo cái cảm nhận của mình thì mình thấy là cái giảm xóc này còn không bằng cái chiếc Vision ở bên cạnh đằng sau cái xe SH này của mình đang đi đó. Cái xe Vision này của mình đã đi được 6 năm nay rồi, nhưng mà cái giảm xóc sau mình thấy khá là ok. Còn cái chiếc SH này thì mình cũng mới mua, mình mới đi được có hơn 1.000 cây số thôi, thì mình thấy cái giảm xóc của cái SH này đi cực kỳ là khó chịu. Cái độ rebound của nó có nghĩa là khi chúng ta vào xóc thì cái giảm xóc này nó sẽ nhún thấp xuống, và khi nó nhả lên là cái độ rebound của nó rất là nhanh, nó nhả lên khá là nhanh. Như thế thì nó sẽ gây có hiện tượng là hất đít đó, thì cái người đằng sau ấy ngồi khá là đau lưng, mỏi lưng, nhất là cái phần xương sống của chúng ta nó sẽ bị dội ngược lên, như thế là khá là khó chịu. Đặc biệt là khi chúng ta đi ở cái tốc độ cao cao một xíu, nó rơi vào tầm khoảng 60 đổ lên mà vào những cái gờ giảm tốc ấy, quả là một thảm họa, cái đít nó nhảy tưng tưng luôn, rất là khó chịu.
Đó thì đây là đôi điều mình chia sẻ về cái giảm sóc zin. Cái điều mình không ưng ở cái giảm sóc zin đó chính là cái độ rebound, là cái độ nhả của cái giảm sóc này khá là nhanh. Và khi chúng ta đi, nhất là khi chúng ta đèo nhau mà đi đường mà vào hay cua nhiều ấy, thì cái giảm sóc này khá là yếu, đi cảm giác nó nhão xe, đít nó có hiện tượng là láng do chính cái ti ở trong này. Chính cái ti giảm sóc ở trong này nó khá là bé, nó chỉ nhỏ bằng cái ti của cái xe Way S thôi. Cho nên là mình thấy là nó khá là bé và yếu. Và đặc biệt nữa là anh em có thể nhìn thấy là cái phần sau này, khi mà đi đất cát nó vào, nó sẽ cọ vào cái phần nhựa dẫn hướng ở trong này, nó sẽ tạo ra cái tiếng kêu cọt kẹt khá là khó chịu. Và ở trên cái giảm sóc của cái chiếc SH này thì chúng ta cũng có thể là tăng chỉnh theo các cái nấc ở đây. Đây hiện giờ là mình đang để cái nấc gọi là thấp nhất đây, để cho cái giảm sóc nó mềm nhất, mà mình thấy nó cũng khá là cứng. Thì thường là theo xe khi mà xuất bản ở nhà máy ra ấy, thì họ sẽ để ở cái nấc này, và mình đã phải vặn về nấc này rồi mà nó vẫn còn cứng. Đó đó là cái đôi điều mà mình chia sẻ với anh em, lý do mà mình phải bỏ cái giảm sóc zin ở trên xe này ra và mình nâng cấp lên cái đôi giảm sóc là ESS phiên bản là G Series này. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi vào xăm soi cái giảm sóc sau, hay còn gọi là cái phục sau đó, của cái đôi ESS phiên bản là G Series này, xem là nó có những cái cải tiến đáng giá gì để mà mình phải bỏ một số tiền ra để mình nâng cấp lên cái sản phẩm này. Ở đây chính là cái sản phẩm của chúng ta, một đôi giảm sóc sau ESS phiên bản là G Series. Đó thì anh em thì thấy là cái xe của mình nó là phiên bản màu đen bóng. Ở đây thì mình đã phối thêm cái cây giảm sóc sau là màu đỏ, là tông chủ đạo. Bên cạnh đó là cái thân trụ của nó và cái bình dầu ở đây nó sẽ là màu bạc, khá là đẹp. Ở cái phiên bản này thì nó sẽ cải tiến so với phiên bản trước là cái phần chữ ESS G Series ở đây thì họ đã khắc bằng laser, nó khắc nổi lên cái bề mặt của cái phần bầu nhôm mà đựng dầu và khí nitơ ở trong này. Đó thì cái phần chữ này thì nó sẽ không bị bay đi. Ở phiên bản trước thì họ sẽ dán cho chúng ta một cái tem ở đây, thì nếu mà đi rửa xe hoặc đi lâu ngày nó tự bay đi. Đó. Thì ở đây thì chúng ta có thể thấy là ở trên này nó sẽ được dập nổi một cái chữ là ESS. Đó, thì ở đây nó sẽ có một cái con ốc. Và ở phần dưới này cũng sẽ có một con ốc. Ở cái phiên bản này thì chúng ta sẽ không thể chỉnh được rebound. Đó. Thì cái này thì nó sẽ là phần tự động. Thì anh em có thể thấy là ở đây nó sẽ có một cái vòng mà có gen ở phần đây, thì chúng ta có thể là vặn vào hoặc vặn ra để tăng giảm cái độ cứng, cái độ nén của cái lò xo này. Nếu như chúng ta đi thấy mềm thì chúng ta có thể là vặn vào để tăng cái độ nén của lò xo cho nó cứng lên, hoặc là chúng ta thấy cứng thì chúng ta có thể nới cái phần đen, con ốc đen ở đây ra để cho nó nhả cái lò xo này ra, nó sẽ mềm cho xe của chúng ta. Nhưng mà như mình lắp đối với cái xe này của mình đi zin là mình thấy là khá là ok. Mình chỉ có cân nặng là có 60 kg thôi, và mình đang để zin như này thì mình thấy là khá là ok. Về cái độ dập tắt sóc thì mình thấy là ngon hơn zin rất là nhiều. Đó, về cái độ nhả, độ rebound của cái phần phục sau của cái dòng ESS G Series này mình thấy là nó khá là ok. Nó nhả lên từ từ chứ nó không nhả đột ngột như cái giảm sóc zin ở trên cái xe SH này. Cho nên là mình đi cảm giác rất là êm, đặc biệt là khi anh em mà chạy ở tốc độ cao hoặc là đường ngoằn nghèo mà đường cua nhiều thì cái độ chắc chắn của cái giảm sóc này nó đã nâng cái xe của mình lên khá là nhiều. Đó. Và bây giờ là chúng ta có thể nhìn thấy cái phần ti ở trong này, nó là phi 16 anh em nhé, khá là to so với lại cái ti ở trên xe zin ấy, thì nó là một trời một vực. Đây thì mình sẽ lấy cho anh em có thể là so sánh cái ti zin ở trên xe và cái ti của cái dòng sóc ESS đó, thì anh em thì thấy là nó khác nhau luôn. Đó, về cái phần hình thức bên ngoài là nó sẽ ăn đứt cái giảm sóc zin ở trên xe của chúng ta thôi. Cái giảm sóc zin ở trên xe của chúng ta nên nếu mà anh em nhìn cái phần trên này, nó không khác gì cái giảm sóc của cái xe Way. Nó chỉ có hơn là cái xe Way là cái phần dưới này nhìn nó đẹp hơn thôi. Còn cái phần trên này nó không khác gì cái xe Way. Đó. Thì đây là một cái chiếc xe mà gọi là phân khúc cao cấp nhất của dòng Honda.
đối với lại những cái chiếc xe tay ga bánh lớn ở thị trường Việt Nam mà họ trang bị một cái cây giảm sóc như thế là mình thấy là nó không đáng với cái số tiền bỏ ra đối với một chiếc SH này. Thì có thể là cái phần giảm sóc nó chỉ là một cái chi tiết phụ ở trên cái xe này thôi, nhưng mà mình thấy là nó khá là quan trọng đối với lại cái xe này. Nó sẽ làm nên cái độ chắc chắn cũng như là cái độ êm ái cho cái xe này đó, mà họ trang bị chỉ là thế thì mình thấy là không đáng, nên là mình phải nâng cấp lên cái giảm sóc sau ISS dòng G-Series ở đây đó. Và bây giờ là mình sẽ quay cho anh em sang cái phần bên kia. Ở cái phần bên này thì nó cũng thế thôi. Thì hiện tại là mình ở khu vực mình mấy ngày hôm nay nó mưa cho nên là mình đi là nó bị bắn như thế này. Đó, thì anh em thì thấy là nó khá là đẹp. Về một cái phần chi tiết nữa thì mình thấy là nó ăn đứt cái sản phẩm theo xe, cái giảm sóc theo xe là gì? Là anh em thì thấy là cái phần này ở trên cái xe này nó làm khá là đơn điệu, những cái đường hàn này không đẹp lắm, mà những cái phần dưới này nó bằng sắt thì quá trình mình đi sau một thời gian là nó sẽ bị rỉ. Còn ở trên cái giảm sóc ISS này thì cái phần này họ làm bằng nhôm phay CNC khá là đẹp, và họ có tặng kèm cho chúng ta một con ốc màu đen này. Về cái phần con ốc này chúng ta sẽ nên sử dụng con ốc này, còn nếu như cái ốc zin ở trên cái xe SH này thì nó sẽ ngắn hơn một xíu so mấy phần chân pad ở dưới này, nên là nó sẽ bị vớ ren, thì chúng ta nên vặn cái ốc đen ở đây. Thì về cái phần chân này nó màu trắng, con ốc này màu đen thì nhìn nó cũng khá là nổi về tổng quan. Thì còn cái cách lắp này nó sẽ là tương đối là như zin ở trên xe thôi. Ở cái phiên bản này ấy, thì mình đã đặt một cái giảm sóc cho nó ngắn hơn so với zin. Thì mình sẽ cho anh em, mình sẽ bóp cái ảnh lên cho anh em coi. Thì mình đã đặt cái phiên bản này nó sẽ ngắn hơn là cái giảm sóc zin ở trên cái xe này 3 phân. Có nghĩa là cái giảm sóc zin ở trên cái xe SH này nó sẽ có chiều dài là 380 mm. Tính từ tâm lỗ trên này đến tâm lỗ dưới là 380 mm. Thì mình đã đặt một cái đôi giảm sóc ISS này có tổng chiều dài từ tâm lỗ trên cho đến tâm lỗ dưới này là 350 mm, với mục đích là giảm chiều cao xuống. Thì cái mục đích giảm chiều cao này thì nó sẽ có cái lợi thế là cái xe của chúng ta nó sẽ thấp xe xuống. Thì nó thấp xe xuống như thế thì nó sẽ hạ trọng tâm của cái xe, thì khi chúng ta đi ở cái tốc độ cao cũng như là đường ngoằn nghèo nó sẽ có bám đường hơn, sẽ có cảm giác bám đường hơn đó. Và một cái lý do là mình hạ thấp chiều cao của cái xe này xuống bởi vì anh em thì biết là cái xe SH này so với cái mặt bằng chung của người Việt Nam mình ấy, cái chiều cao nó cũng không được cao như những người ở châu Âu. Thì cái chiều cao này khá là cao. Thì nếu như cái phần đằng trước thì chúng ta ngồi thì khá là ok, bởi vì anh em thì thấy là cái yên của cái xe SH này đằng sau rất là cao, nó xuống là răng trước nó võng xuống, thì cái người đằng trước khá là ok đó. Thì cái người đằng sau thì khi mà trèo lên cái yên sau ở đằng sau này nó khá là cao, việc trèo lên cực kỳ là khó khăn, nhất là đối với trẻ nhỏ. Thì nhà mình là có hai đứa trẻ nhỏ, một đứa thì mẫu giáo 5 tuổi thì nó sẽ đứng ở đằng trước kia là chủ yếu, còn cái đứa thứ đứa lớn ấy thì nó là lớp 3 thì nó trèo lên đằng sau này khá là vất vả, vì anh em thấy cái chiều cao rất là cao. Thì anh em thì thấy là cái phần bề mặt là yên sau và yên trước này theo như mình nhìn ngang thì nó sẽ có cái độ cao chênh lệch nhau những khoảng gần 10 mm đó, cho nên là cái người trèo lên đằng sau cực kỳ là vất đó. Cho nên là mình đã quyết định là mình lắp cái phiên bản này để hạ thấp cái chiều cao so với lại cái giảm sóc zin ở trên xe là 3 mm. 3 mm nó sẽ là 3 cm như thế này này. Đó, thì nó chỉ cần hạ thấp xuống, trọng tâm xuống khoảng 3 mm là mình đi đã thấy là khá là ok. Về cái cảm nhận ban đầu khi mà mình lắp cái giảm sóc này so với giảm sóc zin, thì anh em thì biết là cái xe SH này về cái độ giảm sóc, thì khi cái xe này mình đi mình đã cảm nhận được trong vòng khoảng hơn 1.000 km đối với cái xe SH này, thì mình sẽ có cái nhận định như sau. Thì trước khi mình lắp cái giảm sóc đỏ kia mà mình đi cái giảm sóc zin ở trên cái xe này, đây là cái giảm sóc zin, thì mình thấy cái phần đằng sau nó sóc hơn là cái phần bánh trước.
Và sau khi là mình đã lắp cái giảm sóc đỏ này thì mình thấy là cái phần đằng sau này hiện tại bây giờ nó đã êm hơn là cái phần giảm sóc trước kia. Đó, anh em thấy thú vị không ạ? Đầu tư rất có lợi. Đó, với cái số tiền bỏ ra nó rơi vào tầm khoảng 4 triệu đồng thì anh em đã có ngay một đôi giảm sóc sau. Có thể là hạ thấp trọng tâm, giúp cái người mà lên cái yên đằng sau kia dễ dàng hơn, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Đó. Và cái độ mà rebound của cái giảm sóc này cực kỳ là ok, rất là sướng. Trước thì nó sóc, bây giờ nó êm. Anh em đi cái giảm sóc này thì mình không phải là mình khen, mình PR cho cái hãng ISS đến từ Thái Lan này đâu, nhưng mình phải khẳng định là đối với cái chiếc xe SH này, mình lắp trên chiếc xe SH này, mình thấy là nó êm ái như bóng hơi ở trên xe ô tô đấy. Đó, đây là một cái nâng cấp cực kỳ là đáng giá. Đó, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ tiếp với anh em tại sao mà cái xe SH này nó sẽ sóc hơn những cái xe khác. Bởi vì sao? Thì anh em thì thấy là cái xe SH này, cái độ dài của nó, đó, mình quay từ đầu này đến đầu này, cái độ dài từ trục trước đến trục sau này nó dài hơn những cái xe bình thường khá là nhiều. Và đặc biệt nữa là cái phần bắt cái giảm sóc sau của cái xe này, nó là cái điểm cuối cùng trên cái phần thân máy, phần thân sau của cái máy này, cho nên là mọi dư chấn từ mặt đường nó hất lên khá là mạnh. Và cái phần đằng sau này thì anh em thì thấy là nó sẽ là có hai giảm sóc này, mà cái phần giảm sóc từ cái điểm đầu của cái giảm sóc cho đến cái điểm cuối của cái đèn hậu kia nó khá là gần, gần như là nó cuối ở cái thân xe này, cho nên là cái độ dao động từ mặt đường mà hất lên cái phần thân xe của chúng ta cực kỳ nhiều, nhiều hơn những cái xe khác khá là nhiều. Đó, và cái giảm sóc này thì mình thấy là cái độ độ chéo của cái giảm sóc này không nhiều, cho nên là cái độ mà dập tắt cái rung động từ dưới mặt đường mà hất lên xe cực kỳ nhiều. Nếu như cái giảm sóc mà nó càng chéo thì nó lại càng hấp thụ được lực đó, và cái giảm sóc mà càng đứng thì cái độ hấp thụ lực của nó lại càng kém, cho nên là đây là sẽ là cái lý do mà mình phải đầu tư một cái cây giảm sóc này. Nếu anh em nào mà thấy hợp lý thì có thể là đầu tư một cái cây giảm sóc này. Thứ nhất là tăng độ êm ái, độ cân bằng xe, độ bám đường tốt hơn nhờ hạ thấp trọng tâm của cái xe, cũng như là cái việc mà đưa đón trẻ nhỏ, giúp cho cái người mà ngồi sau này lên xuống một cách là hợp lý nhất. Đó. Đây là cái lý do chính để mà mình lên cái cây giảm sóc sau ISS này. Thì giảm sóc thì mình có rất nhiều các cái loại khác nhau để mà chúng ta có thể là rơi tiền ra để lôi em nó về. Nhưng mà mình thấy là ở trên các cái dòng giảm sóc mà dạng như thế này thì nó có là Racing Boy này, ISS này, hay là Olin này. Đó, thì cái phần giảm sóc này thì mình thấy là cái thằng ISS này nó sẽ có được những cái tiêu chí mà mình thích. Thứ nhất là chất lượng khá là cao, giá thành thì hợp lý. Thì cái phần giảm sóc này thì hãng Racing Boy nó cũng khá là ok, đến từ Malaysia ấy, nhưng mà cái giá thành của nó là sẽ rẻ hơn cái thằng ISS này. Thằng ISS này nó sẽ cao hơn Racing Boy một xíu. Và thằng ISS này thì đằng sau nó sẽ có là thằng Olin, thương hiệu Olin khá là tiếng. Những cái xe nào mà lắp cái thương hiệu Olin này thì phải nói là cũng rất là chất. Đó, đối với lại một cây giảm sóc mà thương hiệu Olin thì cái giá của nó đối với cái mà để lắp vào cái xe SH này khá là cao anh em ạ. Thì không phải anh em nào cũng có thể đầu tư được những cái đôi giảm sóc Olin như thế. Với cái tài chính vừa phải thì mình đã quyết định là đầu tư một cái cây giảm sóc ISS này. Đó. Thì anh em có thể là nghiên cứu lên một cây như này đi khá là ok. Đây là cái video dành cho anh em nào mà đang đắn đo, đang quan tâm đến những cái mà giảm sóc để dành cho những cái chiếc xe SH hay là những cái chiếc xe khác, thì anh em có thể là lưu ý đến cái sản phẩm đến từ thương hiệu ISS này. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại, mình là Kim Mô Tu.